Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên tào lao xào bí đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là những ngày đầu tháng 1 2021 nha các bạn. Chuẩn bị sắp tới, dự tính ngày 16 tháng 1 2022 tại sân bóng chuyền Nhân Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ước tính dự định từ 8 đến 10 đội nha các bạn. Giải này thật sự phải hạng nặng, rất nặng nha. Các đội chốt danh sách cầu thủ của mình như thế nào nha. Ước tính giải nhất 30 triệu. Giải nhì 10 đến 15 triệu. Giải 3 5 triệu, cầu thủ xuất sắc nhất 1 triệu, phòng thủ xuất sắc nhất 1 triệu và mỗi đội đóng lệ phí 2 triệu nha các bạn. Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 1 nha. Và bắt đầu chốt danh sách ngày 12 tháng 1 2022. Nhằm ngày chủ nhật 2022 nha các bạn. Chốt danh sách là ngày 12 tây tháng 1 nha. Vì ngày 16 tây tháng 1 nhằm ngày chủ nhật là khởi tranh. Các bạn hãy liên hệ với Đại Lâm nha. 0933 295981 nha. Nhắc lại các bạn biết nha. 0933 295981. Đấy là một số Mobi của Đại Lâm nha. Còn số Vina của Đại Lâm một số nữa nè. 0949 964439 nha. 0949 964439. Đấy là số Vina nha các bạn. Đấy là ước tính 8 đến 10 đội nha các bạn. Vì Nhân Củ Chi có 2 sân luôn nha các bạn. Đại Lâm sẽ nhắc lại cho các bạn mới nha. Nhất là 30 triệu nha. Nhất 30 triệu. Nhì 10 đến 15 triệu giải nhì. Giải 3 5 triệu. Và mỗi đội đóng 2 triệu lệ phí. Và các bạn hãy liên hệ với Đại Lâm nha. Để ngày 12 tháng 1 2022 nếu đủ đội và chốt danh sách thì sẽ tiến hành ok. Đây là cái giải rất chất lượng và chất lượng từ trước đến nay nha các bạn. Một giải lớn nhất từ trước đến nay mà bóng chuyền phủi của miền Nam. Chưa có ai bỏ ra một số tiền lớn như thế này để tổ chức giải nha các bạn. Trước đây thì giải Gò Sòi cũng 13 đội mà 2 sân. Giải nhất chỉ có 20 thôi nha các bạn. Còn giải này giải nhất 30 nha. Mong các bạn hãy tìm cho mình một cái tem. Tất cả toàn quốc, anh em miền Bắc, miền Trung gì dự cũng được nha. Anh em miền Bắc hay miền Trung gì, tất cả thần tật dự được hết nha. Đây là giải 44 tự do. Một lần nữa, Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Mong cái giải này sẽ rất thành công và tốt đẹp, lần đầu tiên lớn nhất từ trước đến giờ của bóng chuyền phủi miền Nam. Sân bóng chuyền Nhân Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ok man, vô hàng.